Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room. Mình là Diễm Chan và đây vẫn là bản tin T-News ngày 10 tháng 3. Hãy cùng mình cập nhật để xem hôm nay chúng ta có những tin tức công nghệ nào nóng hỏi nhé. Vừa qua thì trang công nghệ là Pantone Live của Apple đã đăng tải một hình ảnh cho thấy đây là một cái bàn sáng chế mới của nhà Apple, và có thể thấy rằng nhà táo đang có thể là chuẩn bị ra một loại cổng kết nối mới dành cho các thiết bị di động của mình. Những hình ảnh cho thấy một loại cổng kết nối mới với ba chấu được gắn ở cạnh dưới của điện thoại. Nó có hình dạng rất giống với cổng Smart Connector trên iPad Pro mà Apple trang bị để gắn thêm các phụ kiện. Theo nguồn tin thì Apple phát triển cổng kết nối này nhằm tăng khả năng chống nước và chống bám bụi bẩn cho thiết bị di động. Tuy nhiên, có hai nguyên nhân mà khiến cho loại cổng kết nối này khó có thể được sử dụng trên iPhone. Thứ nhất, cổng Lightning hiện tại cũng có thể chống nước. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì hiện tại Apple đã sử dụng cổng USB-C cho MacBook và iPad Pro 2018. Vì vậy mà nhiều khả năng USB-C cũng sẽ được áp dụng cho iPhone trong tương lai. Như các bạn biết thì trên smartphone chúng ta thì có khá là nhiều tính năng, nhưng camera là một cái tính năng cũng như là một thành phần mà đang được nâng cấp mạnh mẽ nhất trong ngành công nghệ di động. Và có thể nói thì hiện tại camera đơn thì đang có một cái số chấm cao nhất là lên đến là 48 megapixel. Thế nhưng vừa qua thì có nhiều cái luồng ý kiến cho rằng những con chip đến từ nhà Qualcomm Snapdragon thì không thể nào hỗ trợ được cái độ phân giải cao lên đến như vậy được. Theo đó, sau khi ra mắt cả Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro tại Ấn Độ, Redmi đã giải thích rằng chip Qualcomm vẫn có thể hỗ trợ camera độ phân giải 48 megapixel. Trước áp lực từ nhà sản xuất, có vẻ như Qualcomm đã âm thầm chỉnh sửa thông số camera được hỗ trợ của chip nâng lên 192 megapixel, và những vi xử lý của Qualcomm có thể hỗ trợ camera độ phân giải lên tới 192 megapixel như là Qualcomm Snapdragon 670, 675, 710, 845 và 855. Thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy sự hiện diện cũng như là rất nhiều những tin rò rỉ về những chiếc smartphone có màn hình có thể gặp lại được. Và người ta tin rằng đây có thể là một bước ngoặt lớn trong lịch sử của ngành công nghiệp di động. Thế nhưng vẫn còn có một vài công ty cho rằng đây vẫn chưa phải là một cái sự thay đổi quá to lớn như là BlackBerry chẳng hạn. CEO BlackBerry ông John Chen tin rằng ngoài việc đi kèm với mức giá rất cao thì các smartphone màn hình gặp này còn khá là cồng kềnh cũng như là không cần thiết. Theo Mr. Chen, ông sẽ không giới thiệu smartphone màn hình gập cho bất kỳ ai ngoài phòng thí nghiệm của công ty. Theo ông thì smartphone màn hình gập chưa mang tính đột phá. Và các bạn thì các bạn có suy nghĩ gì giống như vị Mr. Chen hay không? Hãy là comment của mình dưới video này nhé. Và để biết được là smartphone màn hình gập có thực sự là một cái bước ngoặt trong ngành công nghệ di động hay không thì chúng ta chỉ có thể chờ thời gian trả lời tất cả mà thôi. Mới đây thì ông Lu Weibin, vị phó chủ tịch của Xiaomi cũng như kim luôn là CEO thương hiệu Redmi, đã trả lời cư dân mạng về sự kiện ra mắt Redmi Note 7 Pro tại thị trường Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Và bên cạnh đó lại nhá hàng cũng như là thả thính thêm về một cái sự xuất hiện của một chiếc Redmi mới. Qua đó thì nhiều người hâm mộ tin rằng chiếc smartphone mới này chính là Redmi 7 đã được cơ quan Tenna chứng nhận trước đó. Redmi 7 sẽ có màn hình là 6,26 inch với độ phân giải 1520x720 pixel với tỷ lệ khung hình là 19:9. Dùng chip Snapdragon 710 kết hợp với tùy chọn RAM là 2GB, 3GB hoặc là 4GB và bộ nhớ trong tương ứng là 16, 32, 64GB. Pin của Redmi 7 có dung lượng là 4000 mAh, cảm biến vân tay đặt ở phía sau, camera kép sau 12MP và 8MP, camera selfie 8MP và Android 9 Pie với giao diện là MIUI 10. Và trên đây cũng là tất cả những thông tin mà ngày Chủ nhật này Diễm muốn gửi đến các bạn. Nếu còn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho Tech Room. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn để ngày mai chúng ta lại có năng lượng làm tiếp ngày thứ hai nhé. Bye bye!